Sách chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ từ lâu đã gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội thảo phổ biến các quy định của Mỹ đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu dược, thực phẩm đã được diễn ra vào cuối tuần qua, các doanh nghiệp một lần nữa lại đặt câu hỏi làm sao để tránh được rào cản này. Theo ông Nguyễn Văn Hải, thành viên nhóm chính phủ và thương mại toàn cầu Mayer Brown JSM, việc điều tra chống bán phá giá hay là chống trợ cấp xuất phát từ quan điểm của Mỹ đối với cái nền kinh tế mà Mỹ cho là phi thị trường, doanh nghiệp Việt khó mà tránh khỏi các quy định này. Để xác định bán phá giá hay không thì Hoa Kỳ không lấy chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam mà người ta chỉ lấy các cái yếu tố sản xuất. Khi lấy cái yếu tố đấy thì người ta áp vào một cái mức giá của cái nguyên liệu đấy ở nước thay thế chẳng hạn như Bangladesh để người ta tính vào cái giá thành sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam. Thông thường như vậy thì dẫn đến là cái kết quả giá thành sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam thường không chính xác và thường là cao hơn so với giá thực tế, dẫn đến là cái biên độ bán phá giá của các doanh nghiệp Việt Nam cao hơn. Câu hỏi đặt ra là làm sao để tránh được mức thuế chống bán phá giá cao mà Mỹ áp với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Các chuyên gia cho biết, một trong những biện pháp ứng phó là lưu trữ mọi hồ sơ liên quan rõ ràng và minh bạch. Cái vấn đề lưu trữ hồ sơ, ghi chép hồ sơ nó không được hệ thống lắm. Dẫn đến là khi mà tham gia vào một cái cuộc điều tra chống bán phá giá hay chống trợ cấp, thì cái việc cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu nó rất là khó khăn, mất thời gian và thường không chính xác. Năm 2013, mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất đi Mỹ đã bị điều tra chống bán phá giá. Kết quả là mức thuế chống bán phá giá lên đến 60,7%. Tính chung từ trước đến nay, Mỹ đã tiến hành 9 vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam.